Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đăng ký tài khoản trên hệ thống apply.pro để sử dụng dịch vụ tăng tương tác mạng xã hội. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở một trình duyệt web trên điện thoại của chúng ta như là Chrome, Cốc, Cốc Safari. Mình sẽ mở trình duyệt Chrome. Sau đó thì các bạn hãy truy cập vào website apply.pro. Các bạn lưu ý, ý chúng ta sẽ vào đúng địa chỉ website này, chỉ cần sai một chữ sẽ không vào được hoặc sẽ nhầm sang website khác. Để đăng ký một tài khoản mới các bạn nhấn vào đăng ký ngay. Các bạn sẽ điền tên đăng nhập và mật khẩu để tiến hành đăng ký. Các bạn lưu ý, ý rằng là tên đăng nhập sẽ phải viết liền, không có dấu, không viết hoa và không chứa các ký tự đặc biệt như là A còng, chấm than hay dấu chấm, dấu thăng đều không được các bạn nhé. Chúng ta không nên tạo tên đăng nhập bằng email. Mật khẩu các bạn sẽ đặt theo ý thích và ghi nhớ để chúng ta sẽ đăng nhập lại và sử dụng cho các lần sau. Sau đó nhấn vào đăng ký Nếu như hệ thống báo lỗi như thế này thì tức là tên đăng nhập này đã có người dùng thì các bạn sẽ chọn một tên đăng nhập khác hoặc thêm một vài con số phía sau để tránh trùng lặp. Mình sẽ thêm 3 số 9 đằng sau. Sau đó nhấn vào đăng ký. Sau khi chúng đã đăng ký thành công thì các bạn sẽ đăng nhập lại vào hệ thống với tên đăng nhập và mật khẩu vừa tạo để bắt đầu sử dụng dịch vụ. Như vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công. Và đây chính là giao diện website của chúng ta. Với website applife.pro thì các bạn có thể sử dụng rất là nhiều dịch vụ như là Facebook, Instagram, TikTok, Shopee, Telegram vân vân. Mình sẽ để lại bộ video hướng dẫn sử dụng dịch vụ ở bên dưới phần mô tả của video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.